Sáng mùng 1 tháng 2, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Đông Hồ Văn Mười chủ trì buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Phan Sĩ Thống giữ chức vụ Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Sĩ Thống cho biết sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc mừng ông Phan Sĩ Thống, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Chiến nhấn mạnh, ở cương vị mới, ông Thống cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng với tập thể văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh làm tốt nhiệm vụ tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh thường trực ủy ban nhân dân tỉnh trước khi được bổ nhiệm làm phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh ông phan sĩ thống đã trải qua nhiều vị trí công tác tại huyện đắk lấp tuy đức sở giáo dục và đào tạo trưởng phòng khoa giáo văn xã văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh